Càng trẻ ơi. Ủa trẻ. Hello, Lâm kính chào toàn thể đại gia đình nha. Thì hôm nay tiếp tục đi lên sông Bé câu cá nữa đây cả nhà ơi. Lâm thì cũng mới vừa tới điểm câu thôi. Tầm này thì nó khoảng gần 7 giờ cả nhà. Tại mỗi lần đi kiếm bãi thì đi rất là sớm, nhưng mà đi tới nơi rồi cũng chưa có đi vô bãi cả nhà. Đi gần tới xong thì cũng chưa có đi xuống được, tại trời còn sớm, với phần cái nhà ở đây là đa số chó dữ lắm. Nếu mà mình đi sớm thì vô chó sủa rất là phiền nha cả nhà, phiền làm phiền cho chủ nhà nha. Thì Lâm đi tới đây là mới có 5 giờ mấy à. Rồi là Lâm ngồi ở ngoài đợi cả nhà, khi nào cho trời hừng sáng lên rồi Lâm mới chạy vô. Thì Lâm hôm nay tìm được bãi mới luôn nha cả nhà. Hôm nay Lâm với em Sơn đi câu, thì hai anh em câu hai bãi. Cái khu vực này rất là nhiều bãi câu. Thì Lâm ghim cái map thì cho anh em đi câu nha. Khu vực này nói chung là sâu thì không mấy gì sâu đâu cả nhà, cũng được câu được. Để mình quay sơ cái bãi câu cho cả nhà xem nha. Thì khu vực này nó gần cầu Tam Lập ấy cả nhà. Thì để Lâm câu Lâm ghim cái map cho anh em chạy vô nha. Nói chung đường đi thì nó cũng hơi khó. Thì Lâm ghim cái map này cho anh em mình đi câu thì xuống câu nha. Đây. Nói chung cá hụt nhiều lắm cả nhà, cá hụt nhiều lắm mà không biết cá gì thôi. Lâm đi phía bên này cũng có nè, phía bên bờ bên đó cũng có nhiều bãi câu lắm đó. Cá hụt dữ lắm cả nhà ơi. Lâm thì Lâm đang đứng trên cái bãi đá đó. Cái đường lên của Lâm ở đó, đậu xe trên kia rồi. Đậu xe cũng gần đây thôi. Xe thì chạy xuống gần mé luôn. Nói gần mé thì nó cũng không có gần nha cả nhà, chắc cũng có 20 thước. Thì xe Lâm đậu trên vườn cao su trên đó rồi. Ở đây đi lên là tới luôn à. Bãi này nói chung cũng rất là thoáng luôn. Thì hôm nay em Sơn thì câu đằng kia rồi cả nhà. Đó. Em Sơn thì câu đằng cái bực đất đằng kia. Lâm thì lại đằng này. Để Lâm quay đứng lên xa xa quay cho cái nhà xem nha. Rộng lắm, bãi này thoáng lắm. Ở trên đây đá này nói chung là đá non, mình găm mình cắm cây trống vẫn được nha cả nhà. Nói chung cắm chỗ được chỗ không, tại vì đá này là nói chung là đá non á thì nó mềm. Nó hơi mềm chút, mình cắm cây nó cũng dễ cả nhà. Đó. Hai cần sung, một cần trùng, với bên đây cần trùng nữa, với hai cần cám Lâm câu xuống giữa nha. Thì nhiều anh em Lâm coi video Lâm cũng góp ý kiến. Đôi khi anh em người ta không muốn chỉ bãi hay sao Lâm không biết nha. Đi lại là quay vòng vòng chỗ này thôi. Đó. Chứ không có dám quay cao lên gì nữa, quay cao lên về chắc sợ anh em ta thấy hay sao. Thì Lâm góp ý kiến anh em câu thì chia sẻ nhau câu. Mình đi câu được thì mình chia sẻ, mai mốt anh em ta đi câu. Thì nói chung anh em chỉ thì chỉ, không chỉ thì thôi, Lâm cũng không có ý kiến gì. Mà tại vì Lâm góp ý kiến là anh em quay cái cảnh rộng cái gì nè. Đó. Thì để cho những anh em nào mà người ta gần đó, hoặc là người ta đi đến gần đến cái điểm đó, người ta nhìn người ta biết.
là cái điểm đó mình câu coi như thế nào, có cá hay không này nọ, thì để cho anh em ta nắm bắt. Lâm là Lâm quay rộng lắm. Đó. Hôm nay câu trùng, sung và cám. Cám chủ yếu cám thì chống mớm mà cả nhà. Rồi ngày mới Lâm chúc đại gia đình mình thật sự sức khỏe nha và dạng sự bình an nha cả nhà. À, quý cô chú anh chị và các bạn nào mà mới vào kênh Lâm xem thấy hữu ích thì nhớ ủng hộ Lâm một like, một đăng ký luôn nha. Để Lâm có động lực ra nhiều video chia sẻ cho cả nhà mình nha. Thì hôm nay cái bãi này Lâm ghi map luôn nha. Đường đi vô đây chó dữ lắm nha, nên là anh em đi thì đừng có đi sớm quá. Ở đây thì cũng có người câu nhưng mà ít thôi, chứ nó không bằng khúc dưới kia. Dưới ta mà Tân Định rồi câu dữ lắm. Còn khúc dưới này ít, cũng ít người câu. Đó. Rồi, bây giờ tránh làm mất thời gian, Lâm mời cả nhà cùng theo dõi nha. Rồi rồi, dính. Coi nha. Nhớ cái nhà. Đây. Ui. Cá ăn. Lúa có cám rồi đem theo chống mớm cũng đỡ. Cá cả nhà ơi. Cá nè. Cá. Ủa mày dánh bự bự không có nhau. Ở cục đá nè. Quá luôn ha. Quá phê. Quá phê.
phê luôn rồi. Xuống ghê chưa? Ôi cả nhà ơi, nó gửi dưới cả nhà ơi. Cá bự rồi, cá bự cái nha. Ui, cái gì đây, bự lắm. Ui. Trẻ cái nha. Ui, trẻ. Ôi hết biết nhà ơi, quá cũng may là hồi nãy Lâm dùng dây cho nó kéo ra chứ không thôi là xảy rồi, nếu mà Lâm gắng Lâm kéo là đứt. Ôi trời cả nhà ơi, thấy bị đá chưa? Chà bá luôn. Ép 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 con này chắc cả ký lô cả nhà, con này chắc cả ký lô. Cá bự không? Cái cánh bự không cả nhà? Quá đã luôn. Cái bìa cá ăn cả nhà. Quá rồi,
bá luôn đó. Quá cà phê vậy ta. Nè, không biết không? Ừ. Ôi, nó xuống cái nhà ơi. Cá bự không à? Cá bự không có nhà ơi. Khúc này cá bự không có nhà ơi. Ơi, cá nữa rồi. Đã ghê chưa? Bự bự không? Cá bự bự không? Đã thiệt. Sướng chưa? Rồi Lâm cũng tâm sự với anh em nha. Thì cũng một số anh em kêu Lâm chỉ cái cách để mà làm YouTube á. Thì Lâm nói thiệt là Lâm cũng không có gành gì lắm nha. Thì Lâm làm đây, Lâm coi theo cái kênh của bạn Trần Sĩ Tâm á. Thì anh em lên YouTube sạch từ khóa là Trần Sĩ Tâm á. Thì bạn đó là chuyên hướng dẫn về làm kênh YouTube này nọ nha. Thì Lâm làm đây, Lâm cũng xem kênh của bạn đó mà làm thôi. Còn Lâm thì Lâm cũng không có gành đâu. Dạng như xem tới đâu rồi Lâm làm tới đó. Chứ Lâm thì Lâm không có dám chỉ nha cả nhà. Nói chung là Lâm chưa có gành gì lắm nên là Lâm không có dám chỉ. Thì anh em làm thì lên kiếm cái kênh Trần Sĩ Tâm á. Thì bạn đó chuyên về hướng dẫn về làm YouTube. Thì anh em cần thì lên đó tìm kiếm nha. Tìm kiếm rồi có gì xem bạn ấy hướng dẫn làm theo nha. Chứ Lâm không có gành đâu. Thì cái bãi câu này á, nói chung Lâm đi tìm những cái bãi câu mới nên là không có quay được cái đoạn đường đi vô bãi câu cả nhà. Tại vì không có biết là nó nằm ở đâu, khi mình đi tìm được á thì Lâm ghim map thôi chứ Lâm cũng không có quay cái đường đi vô được. Nếu mà quay á thì lần sau á thì Lâm, nếu anh em nào mà muốn đến đây câu mà không có vị trí mà tìm không ra bãi á thì bình luận cho Lâm nha. Thì bình luận cho Lâm đi rồi Lâm có dịp Lâm sẽ quay vô đây rồi Lâm quay cái đường đi vô bãi câu cho cả nhà xem nha. Thì nói chung hôm nay đi săn hàng, có hàng Lâm mới về cả nhà. Cái bãi này nói chung là bãi này cũng ngon lắm. Mà con cái hơi dướng nha, dướng dữ lắm ạ. Lâm nghĩ là dướng đá chứ không phải gì đâu. Tại vì nhiều trận, nhiều lần video trước á thì nói chung cũng thất bại quá cả nhà ơi. Cá mắm thì ít. Rồi, cá chạch thì cũng ít luôn. Nói chung là có bữa Lâm đi không có con cá chạch nào hết. Có bữa gì cũng được vài con cũng được. Rồi Lâm mời cả nhà cùng tiếp tục chờ đợi với Lâm nha. Nói chung cái bãi này Lâm cũng ưng ý cái bãi này dữ dằn luôn. Nhưng mà thế có may mắn hay không, có săn được Hugo hay không, thì có săn được hàng hiếm hay không thì cùng chờ đợi với Lâm nha cả nhà. Ăn nữa cả nhà ơi. Ui da, cái cần nó đậu thiệt.
cá bự bự không à. Sướng thiệt không? Hết sức đã cả nhà ơi. Cá bự bự không à. Lên em lăn đu đỏ cả nhà. Lăn đuôi đỏ như xíu à. Lâm thả luôn nha cả nhà. Quá trời không biết sống không nữa. Như xíu à. Ây da, móc sâu quá cái này thua. Bỏ vô gọng đi. Bỏ vô gọng mà nếu mà nó sống thì Lâm thả nha cả nhà. Tại cái lưỡi câu to quá nè. Lưỡi câu lớn lắm. Đó. Đó cả nhà ơi. Trời ơi cái cây này nãy giờ làm hoài luôn cả nhà ơi. Dính rồi. Đã dễ sợ thiệt chứ. Tới tay cá bự không ở nhà ơi. Hết thiệt đã này, dính cá trọng trọng không. Cây này nãy giờ làm hoài luôn. Dính nữa cả nhà ơi. Ôi trời. Dính nữa. Tay luôn. Quá bự cá cả nhà ơi. Ôi trời ơi. Mập ù luôn cả nhà ơi coi nè. Quá xá đã luôn. Ôi trời ơi nó mập. Hết biết đã nè. Cá nha nha. Cái này nè.
quá đã. Bả luôn cả nhà ơi. Cá bự bự luôn cả nhà ơi. Xuống ghê không? Thêm nữa nha. Cá là to không? Cá nữa cả nhà ơi. Cái giữa nè. Cái bãi này chưa dắt chưa cá nó mới ăn cả nhà. Sáng thì nó không ăn, chứ chưa chưa nó đang ăn. Nữa cả nhà. Lụm nữa. Cá to. Cá cả nhà ơi.
xuống nữa rồi. Trời ơi, cái xác. Cái xác bị dùng dây luôn ghê. Dây chục 0.62 mà cái xác nó lôi cái dùng luôn. Dữ dằn. Bó tay. Rồi cả nhà ơi, bây giờ chiều tối rồi cả nhà ơi. Giờ cũng 5 giờ rồi. Lâm cuốn câu hết rồi cả nhà ơi. Giờ chuẩn bị đồ hết rồi đó. Lâm quay cá hôm nay câu được cho nhà xem nha. Ủa này quá đã trời cả nhà ơi. Hôm nay là cá mà dảnh là con nào nấy là bằng tay không á. Ôi đất ơi. Đụng con cá ép quá đã cả nhà. Cái này cá thí lô cả nhà ơi. Ủa, này dảnh hết biết bự cả nhà. Cá ép nè. Cá ép ủ nu luôn cả nhà ơi. Hết sức đá không. Mày dảnh nói chung là cá nó ngon không. Mày dẫn con nào nấy bằng tay luôn cả nhà ơi. Cái này thì hôm nay chắc cũng 4-5 kg cả nhà. Hôm nay chắc làm 4-5 kg. Bự bự không à, cá bự không à, mày dẫn bự bự không à. Ừ, được con cá ép đã hết tay luôn nha. Hết biết đã không? Cá ép nó ú nu luôn, nó mập. Cá ú ú không cả nhà ơi. Hôm nay Lâm câu cá mập mập không? Không có, không có mà cá ốm gì hết. Đây mà rồi cả nhà ơi. À, Lâm cũng xin phép cả nhà cho Lâm khép lại video. Thì chiều rồi Lâm cũng xin chúc đại gia đình mình một buổi chiều thật là vui vẻ nha cả nhà. Xem video và thấy hay nhớ ủng hộ Lâm một like và một đăng ký nha. Rồi, tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo của Lâm nha cả nhà.